Xin chào mọi người đang xem live của server. Tên là Michael. Khởi tạo app tại server này thì mọi người chơi sẽ nhận được account cấp độ 119, tâm pháp 100, cùng với đấy là rất là nhiều hỗ trợ ngọc 4 năm. Ở tiệm miễn phí này thì còn free ngọc 4 nữa. Hiện tại thì em đang tham gia sự kiện lì xì may mắn của server. Một sự kiện khá là đơn giản, chỉ unbox rồi nhận thưởng thôi. Mới hôm qua thì admin mới công bố danh sách trúng thưởng khăn cứng tháng 4. Anh em nào có tên trên bảng danh sách đó thì mọi người có thể inbox admin để nhận thưởng nha. Và chúng ta sẽ tiếp tục có cốt báo danh tháng 5 và cốt khăn cứng tháng 5. Em chào anh Đăng Hưng ạ. Hôm trước có ai hỏi em chơi game nào mà có nhiều trùng mà kiểu vào phát là được full này full nọ luôn á, thì em nghĩ là cái này nó sẽ, không hiểu biết của em thì game này nó sẽ sát cái yêu cầu ấy nhất. Trùng thực ra là cũng không có full nhưng mà có thể cày được. Anh em tạo app up đồ cỡ khoảng nửa tiếng thì mình có thể là tham gia những cái phục bản đơn giản rồi. Hết trả, có người tài trợ kìa. Em chào anh Nam nhở, cày gì hôm qua mới nghỉ xong mà. Nói chung mỗi con game như thế này duy trì được lâu là cũng muốn có nhiều người biết tới. Em thì cứ on xong có cái gì đặc trưng của server thì mình nói lên thôi, ai hợp thì vào chơi vậy đó. Xem đồ các người chơi nhá, mọi người có thể hình dung được là trong server này nó sẽ có những chức năng gì. Game này nói thật thì khá là nhiều chức năng. Mới đây thì server mới update thần Mộc Vương Đỉnh. Chân thú phục thể rồi. Ngoài ra thì đã có sẵn những cái chức năng như là Ngọc Kép, Báo Vương Lệnh. Anh em nào mà chỉ muốn làm app thì mọi người có thể tạo được một dàn luôn cũng được. Theo như là update admin đã đăng trước đó là ngày mai 16 tháng 5 sau 17:30 thì sẽ giới hạn 6 app một PC, có nghĩa là anh em có thể là kéo một dàn trên một máy luôn. Em chào anh Phương. Idol giới trẻ à? Server này thì sẽ free ngọc 4, hỗ trợ ngọc 5, hai bên mỗi ngày.
Và cấp độ ngọc cao nhất sẽ là ngọc 7. Nói gì thì nói chứ hôm trước ai bảo là có nhiều nguyên liệu chế đồ lắm nhỉ, mình xin ít coi. Hôm nào bí phân pen em đứng thành những chế đồ. Các người chơi khi mà tạo app ở server mọi người sẽ được hỗ trợ cả nguyên liệu chế đồ nữa. Tuy nhiên thì mình sẽ cần thêm một bước đó là inbox fanpage để nhận được các loại code hỗ trợ. Trừ code fan cứng ra thì mình sẽ phải có cái huy hiệu fan cứng, còn hiện tại server hỗ trợ 3 loại code cho người chơi mới. Chung là tùy hướng đi anh ơi. À mà em thấy tên anh trong cái danh sách fan cứng của hội phát thì nhỉ? Đúng, đùa luôn. Em nghĩ bên đó thì không mở đến 6 áp đâu. Thế thì có mà đánh nhau tới... À biết tới bao giờ đã, nhưng mà máy 6 áp. Thế thì số lượng các áp nó phải tăng lên khoảng... Hiểu không? 3 lần. Anh tưởng... Mọi người điều áp kiểu tiền đình luôn ý. Em chào anh Minh Hiền nhé. Em chào anh Hà. Có tiếng chứ, đánh tem luôn. Nghe một cười nhỉ. Đùa chứ, mới làm 10 phút đã ngừng ngáp rồi. Có PK anh, hôm nay là cái gì? Thứ 6, Hoàng Thành à? Em thì bên này cứ tầm khoảng hơn 8 giờ là em xong thôi. Em chỉ sợ là em lên like cái là hết PK. Hộp server hả anh? Hộp server thì đánh chủ này là nó open được bao lâu rồi? Em phải ẩn bìa coi. Cuối tháng 3. Hai tháng nữa, tầm 2 tháng nữa. Em like ở nhiều server buồn cười lắm mọi người. Đây đang ở bên khác thì có thể nói kiểu người ta thệ muốn lên hình kiểu để try nhất á. Đánh mà không chắc thắng là thì có like là ai về nhà người nấy lủi ngay lập tức đi. Chả chả ai chả. Ủa gan quá vậy, ai đánh ai đấy. Super super à, đi cá khịa bật PK hiện ác lên ăn đau à. À, Angel đánh với Tử Minh Dạ. Bên này là có hai Nami cơ. Mấy Nami. Được cái bên máy chủ này toàn người chơi cá tính ấy chứ, không ai nhường ai hết á. Em chào anh cán bộ làng nha. Anh em nào đang tìm kiếm một server chơi kiểu tài em không bị cuốn theo cái cậu chơi game quá nhanh mà muốn một mình một thế giới á, thì mùng 6 tháng 5 này tách hợp mở giới hạn 6 áp một PC nha. Mình một thế giới là một mình một PT đi phụ bản, muốn đi giờ nào mới đi. Thêm nữa thì server vào làm app rất là nhanh nha mọi người. Mình sẽ khởi đầu bằng mức ngọc 4 năm. Ngọc 4 được bán miễn phí trong shop để tặng. Nhường làm sao được.
Nói thì ghê lắm. Không có thể bước vào cuộc chiến đâu mà nhường, cũng chả không nhường. Hôm nay là ngày cuối của sự kiện mừng mừng nghỉ lễ á mọi người. Không biết là sau sự kiện này các người chơi sẽ tiếp tục với sự kiện nào đây? Hiện tại thì đây là cái chuỗi sự kiện freestyle, mình kiếm được bao nhiêu thì mình đổi á. Sắp tới chắc có lẽ là đánh giải à? Cái này chưa đánh giải đúng không? Hiện tại thì server vẫn mở cách biến chuyển đàn kết hợp với hộp quà may mắn. Em mở trứng xem. Có long tủy, vải bông bướm, câu thiên thái. Câu thiên thái này được ba cái câu thiên thái luôn, nhiều phết. Cao cấp bảo vệ của thành phố, phải có ngọc đâu mà hợp. Mở bách biến chuyển đàn là nó có thể ra trùng mini á, em đang tìm cái đấy. Trước ở máy chủ cũ có một chuyện rất là buồn cười nhá, là có nghĩa là sự kiện bách biến chuyển đàn thường nó sẽ mở cùng với vang danh thiên hạ, nên là thường á mọi người đồ ổn rồi thì mình sẽ không có lý gì mình phải quick scope quá nhiều đấy. Thế là bảng tính vang danh thiên hạ là nó chỉ tính cái bách biến chuyển đàn này thôi. Thế là có một người, người ta mở 200.000 kim không ra trùng mini, nhưng mà người thứ hai mở được tầm khoảng 5k kim là ra rồi, có nghĩa là được hưởng nhờ cái việc đẩy tỷ lệ của người trước á. Buồn cười, 200.000 kim thì không ra nhưng mà 5k lại ra nha. Bí ngân 4, lễ hạp xuyết long thạch, ngọc long tủy, câu thiên thái trung cấp, xuyết long thạch. Chết 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 chết, thôi đừng đánh em. Đây là angle, kéo thêm tiểu Hà My lên oánh nhau. Đó là cái tên tử minh gà chứ. Không thể thuộc máu. Đánh ai đó? À đây đây, có. Đây đây, đợi tới đây đây. Tiểu Hà My có vẻ rất là mạnh. À, thần hiệu đã được bật lên rồi. Cao bí hiệu mới đúng. À. Cũng có thể em không nhớ số lẻ đâu. Ở server này thì mình tạo ác là nhận được ác 119 luôn nha anh. Mình train này mình sẽ up tâm pháp, cả up tu luyện thôi. Em có để chi tiết ở trên caption đấy. Cái này là cái đặc sắc nhất của update mới á. Đấy, nếu mà kiểu open lâu rồi thì cái việc mời mọc mọi người vào trải nghiệm game là nó sẽ không có, nó sẽ không hợp lý. Mà game này là tạo ác vào là được tặng cái này là nhận thêm, mình nhận code á thì mình sẽ được tặng nguyên liệu chế đồ và 20 viên năm. Cùng với đấy là ác cao 119, tấm pháp 100. Đó. Ở đây là có 14 phái cho mọi người lựa chọn nhé. À chết. Đây, đang ăn bóp. Bóp nhặt lên. Hai thằng TK đấy, hai thằng thân ngày đầu server với nhau xong chia đôi con đường. Đúng là không thể nào mà đoán trước điều gì đúng không? Em dặn lòng là em sẽ mở năm dương thôi, còn lại là nhường mọi người nhé. Cái mở dương này cực kỳ easy luôn á. Mà hầu như là anh em cũng không có tranh dương quá là căng.
Gương này không cần thao tác nha mọi người. In tàm ti căn cốt đan trung cấp, lưu ly minh châu căn cốt đan cao cấp và tí ngân năm. Sắp tới mở lock 6 arc chắc server sẽ có một cái biến chuyển khác khác nữa. Đây là phái tuyệt tình cốc nha anh sang. Tình cốc môn phái này thì nó khá là cơ động. Vật bảng kỹ năng chứ. Đây, thuộc tính hỏa huyền đánh xa theo ngoại công nha. Em sẽ để đánh theo Ki đã. Rồi, giữ tâm thương. Con phái này thì nó sẽ gắn liền với cái điểm đao ý ở dưới bảng máu đây. Đãng thiên quân, tấn công phạm vi. Nó cũng là skill biến thân luôn. Này, đèn. Búp môn phái là búp chính xác ạ. Đó. Hay rủ dê mọi người vào chơi là có phái mới để trải nghiệm. Mình mà chơi những cái game 9 phái, 10, 12, 13 phái thì sẽ thấy phái này khá là lạ. Ngoài việc áp sát nhanh thì nó còn có cái chiêu là kéo gần đối phương vào với mình nữa. Môn phái này thì khả năng tự hồi phục còn cao hơn cả thiếu lâm với cái chiêu hồi 30% máu trong. Không bao nhiêu? 15 giây. Tính lâm bang mà chúng nó rủ sang kia. Ủa rồi, ai mà không biết là tưởng anh lại còn chơi server còn đang gánh team á. Anh còn chơi không? Em chào anh Mạnh Đức nha. Ăn bác là được thêm cả vàng khóa nữa nha. Mặc dù là môn phái đánh xa, tuy nhiên thì vẫn có một số kỹ năng cần phải tiếp cận gần với mục tiêu. Ôi thế là anh còn đỏ hơn em á. Em vào em toàn không bắt được PK thôi. Tại vì bị em làm có giờ ấy. Hôm trước mọi người có báo em là máu boss hơi trâu ấy, tuy nhiên thì mọi cái sự thay đổi mà kiểu nó thử thách hơn ấy, thường thường nằm trong tính toán của admin này, em cũng chả dám nói gì. Đó. Thường thì thời gian đầu mọi người chưa có ngọc, chưa có đồ thì boss nó sẽ yếu hơn. Mà sau một thời gian thì boss nó cần giữ đúng cái vị thế là boss của nó, nên là nó trâu hơn thì cũng có thể dễ đoán ra đó là hướng đi của admin. Phải tự dưng tính gom cái đồ
và gọi là võ đang, mình chỉ làm ngọc với điêu văn thôi. Thì kiểu nếu mà muốn làm full làm nhanh á thì thường lúc đấy nó sẽ chán game anh ạ. Chưa có idol nào thực sự là đáng gờm, vậy nên là mọi người cứ ung dung hơn. Vọng kia ai kia. Nhưng mà hộp server thì lại anh lại không ăn được những anh em cũ ạ. Anh em cũ bây giờ ít là phải hai cái chủng mini, nhiều thì 10 cái và full ngọc 7 cường hóa cao. Nghe chả. Nhưng mà tôi bảo là kết hợp này em thấy là kiểu cái khẩn cái sự cạnh tranh nó không quá cao so với các server khác, nhưng mà anh kiểu có duyên với game phết nhỉ, hơi nhiều lại thấy cuốn. Anh chơi lâu anh đã biết cái nào cùng mách hợp chưa? Em chào anh Lương báo nha. Bot này thì rất nhiều thứ lắm anh ạ, em không nhớ hết được. Và khóa cường hóa kêu 45. À, chúc mừng anh đã nhận được cái phần thưởng của những người tương tác nhiều nhất nha, vô cùng xứng đáng. Mình like nên là mình cũng phải để ý mấy cái đấy, buôn chuyện gây thiện cảm. Hiện tại ở server thì có hai bang, đó là Family và Mega. Mắc mấy của nợ băng này nên không nỡ bỏ. Ủa thế hả? Ồ. Mới ha. Sao lại sập ta? Nếu mất thì mất thành thôi, sao mọi người bỏ băng nhỉ? Chắc lại cãi nhau gì rồi. Ủa. Ăn cho không dám ra mát cơ. Game này thì phong cách chơi khá là nhanh, tuy nhiên thì anh em nào mà mình thích kiểu game không tốn thời gian thì mọi người lại hợp với kiểu game này. Đến một cái thời điểm nào đấy thì các người chơi chỉ cần tối đến online PK thôi, như các ác ở máy chủ cũ cũng thế. Đến lúc là cũng kiểu cũng chả có gì để làm nữa. Có chăng cái nhiệm vụ mọi người phải đầu tư thời gian nhiều nhất đó, đấy là làm thần khí với cả cường hóa đồ thôi. Tinh thông ở server mắc có 30, làm rất là nhanh.
Ủa, anh có ác bên xương ở quá. Chứ lâu rồi em đã lại bên đấy đâu nhỉ? Bên server cũ coi như là đom đóm bay đầy người luôn. Tuy nhiên thì cũng không đến mức mà cả server ai cũng có trùng á. Nhưng ai mà không đầu tư thì họ cũng phải chơi sự kiện khá là lâu thì mới có được của mini. Đó thì mình sẽ tham gia sự kiện vào thứ 2, 3, 6 hoặc là mở trứng để có thể làm trùng mini. Vào cả Tây Hồ trước à? Mọi người cũng biết trong mặt gửi vàng ghê cơ nhỉ. Ủa? Gì vậy? Ủa? Sao á? Lỗi auto à? À không, khiếp mấy ông đuổi nhau nửa cái map. Mọi người thấy khả năng cơ động của tôi tính cấp không? Đây nữa rồi. Quá nhanh. OPK có đổi nhau. Thế đâu? Em nhìn cứ tưởng là mấy ông lỗi auto nó chạy về góc mắt. Ở bên máy chủ mới này thì chỉ có cái trùng lâu giới của đô tốt thôi nhỉ, đô tốt tu luyện em nghĩ chắc có đánh giải rồi đó mọi người, đánh giải xuất hiện thêm một loại trùng mới mà em online anh thấy ít PK nhỉ. Ờ đen thế đó, anh thấy server hay PK tầm nào? Đâu rồi? Lạc mất tiêu con bot. Chà chà. Đó kìa. À kìa đang giật đuổi. Thì cả đây chứ đâu. Nhì. Chạy nhanh thế như kiểu là bay ấy nhỉ. Về rồi đấy. Cà khịa. Em mà server nào cũng có cà khịa như này nhỉ. Mấy chủ cũ có.
kiểu một mình chống lại cả thế giới á. Anh em chửi nhau à? Ờ, chào Nguyễn Thanh nhá. Biết khi nào mọi người chửi nhau, mọi người om. Có gây... Đi đâu đó? Vừa ăn bót bất ổn. À, hiểu cái gì? Ghê. Thế là anh là nguồn cơn của sự việc chửi nhau đúng không? Em chào anh Hà Sa nha. Anh chào anh Vân Thi nha. Bóc mới thì bón. Em ăn mình chưa đủ anh ạ. Mọi người vừa xem live game vừa xem mukbang. Thế nếu mà anh on mà không có cãi nhau thì nó vẫn thế. Anh on mà chắc chắn PK thì chỉ có cãi nhau thôi, đúng không? Đấy là suy luận căn bản mà em biết ở đâu.
bọn nó lại hả? Nực cười. Và trong khi chờ đợi boss chết thì em mở ít trứng lên giải trí vậy. Túi nhiêu đồ á? Đồ hóa. Không lực đàn. Thiếu đồ ngọc thời trang à. Thế cắt đồ miếng toàn phúc sủ anh xem à à thế là anh là một thế lực ok hiểu. Chuyển map cái lát thế. Đầu tiên nghe nhạc ở đây đấy. Bên trong không bật. Trời ơi, vẫn còn easy lúc mà mới tạo ác luôn á. Cái này cảm thấy ưng quá trước. Để đầy túi quá. Đây được 4. Chỉ tôn cường hóa cho chưa dùng. Còn này. Cái này dễ là để đổi phần thưởng online là có thể nhận được rồi. Lên nhanh thế thằng. Không biết là con đã chết chưa? Có ai bán ác không? Ôi trời. Anh còn lạ gì server nữa các bạn. Kiểu mình cần thì mình đăng trong group ấy anh. Và kêu phụ hỗ trợ. Tin nghe. Anh nói gì người ta đúng không? Không có gì gọi là tự nhiên hết. Tết kia là tết nào? Nếu mà mình bị chặn Facebook thì mình nhanh trí lập thêm Facebook khác để nhắn tin. Nha, đổi giọng đi tí nhưng khóa mãi thì không có mail hay là số điện thoại để tạo thêm Facebook của anh ạ. Con bot này chính ra khôn đấy chứ, đôi khi là nó chạy ra ngoài á để làm mất cái tầm của auto đi, nhưng mà auto bây giờ khôn lắm. Ủa sao anh vịt bảo là bận bên bên nào đấy nhặt nhặt dương kìa, không chờ phát nào kim tinh thạch đấy. Sự kiện này ăn boss thôi mà mình cũng kiếm được kha khá thứ để build up nó tập đó mọi người. Sắp chế được đồ rồi, làm được chế luôn được.
Ngoài ra thì server Rock Ngọc Năm anh em có thể săn ngọc ngà châu báu khi mà đi phụng bản, cảm hứng lớn ấy chứ, mua trà bằng tình cảm thì bán. chứ tiền không thì hiểu đúng không, có nói gì đâu. Vậy thế nhở, hay là ấn nhầm ta, thực ra là cái này nhiều người quản lý hết đấy anh, em chả biết hỏi ai bây giờ, tôi cày lại bên này. Đây là Facebook chính của anh thì chia sẻ nó hơi phiền nhỉ, lúc mới thì chặn ta, anh ngoan hiền mà nhỉ. Vô lý, nhanh nhanh nhanh, em mà nhặt phải 20 dương, nhưng mà mọi người chơi nhiều hơn á, tất cả là cũng có thù hằn cá nhân cần giải quyết nên là thôi em không có ham hố. Chơi game bây giờ nó đơn giản hơn ngày xưa nhỉ, kiểu mình treo tu thôi, mình có thể tranh thủ xem phim cũng được ấy, trước thì phải cắm mắt vào, thật ra là nó cũng bỏ lỡ rất là nhiều việc khác, đôi khi là mình bị đắm chìm quá. Gì ấy? Tự dưng mất cục máu ấy, kể cũng vui, mình thích cái kiểu mất này. Vâng, em chào anh Hà nhá. Live như này quý nhất là mấy ông anh quen bàn chuyện server hay là nói chuyện trên trời dưới biển cũng được, nhưng mà kiểu phải như nào là quý quen hẳn được các mọi người, tại vì là nhiều anh nói chuyện cũng lạ. Máu nó lại quay lại rồi. Gì ấy? Vì bản thân quá là lười đi tiêm hiệu phong mà lại em mua hai cái này này. Mình đang có 7.000 vàng. Thì mình sẽ đục lộ 4. Sau món này chắc là em sẽ tách riêng ra, em hợp mấy cái viên ngọc em đang có trong túi á. Cũng chỉ là một viên 6 thôi, hoặc là mua thêm một viên 7 cũng được. À, gầy quá. Phòng có bạn được chết ta, thì nằm ăn tỉnh nó bắt được tỉnh nhở, tắt cam đi em xử lý rồi đó. Ghê vãi.
làm xong thành khí 9 sao chả thay đổi gì thì anh inbox an mình nhá. Phải có chứ, tại vì là thần khí 9 sao nó tăng phần trăm máu nữa mà. Thay đổi rõ về chứ. Mà anh làm nhanh thiết đấy nhỉ. Có vấn đề gì về kỹ thuật không mọi người? Chắc chắn là mọi người đã gom đủ cái phục hy ngọc rồi. Thì mọi người hãy tự tin nhắn đến fanpage để admin xử lý cho. Làm xong thần khí. Cái này là phải có bảo trông như quen quen. Phải có sự kiện gì thì mới được quà chứ anh, còn không thì được sức mạnh đó trời. Để sức mạnh ngoại hình thần khí nó đẹp hơn. Con này trâu ấy nhỉ, cảm giác là trâu gấp mấy lần nữa. Em thì khá là ưng cái này, chắc là thì em sẽ đục lỗ cực hạn món này. Nói là server trước, server sau tranh nhau từ ngọc 6 đến ngọc 7 á. Nhưng mà thực tế ra cái tranh nhiều nhất là ngọc kép á. Ngọc thường lên 7 là chuyện bình thường, chứ ngọc kép lên 7 là cháy trận luôn. Tốn gấp mấy lần. Vâng anh ạ. Thì anh so sánh thế. Em mà được cái nhá là em chỉ chơi FPT thôi, nên thành ra là em nhìn cái đồ họa này em không thấy có cái gì nó bị đáng chê trách ấy. Kiểu mình chơi cái cấu hình nó cũ thì lên bình thường, lên kiểu này thì em thấy bình thường. Nhưng mà mọi người đang chơi quen cái bên đẹp rồi mà nhìn bên này không thể nào. Kiểu 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 không thể nào mà tránh được. Có người gia nhập Dương kìa. Vậy thôi. Ôi được có 4 Dương quả. Phục Hy Ngọc. Ăn cốt đan trung cấp. Bí ngân 5. Bây giờ là em sẽ đi làm bán ít đồ. Giờ là ra thủy nghiệp động thiên là có cá rồi đó. Nhận thưởng đăng nhập nhập mỗi ngày thì sẽ được 2 phiếu 5 Phổ Linh Châu và sơ cấp bảo thạch Dung Nguyện Phù. Bây giờ đục lỗ cực hạn cho đồ công á, thì có thêm sát thương. Và đồ thủ chị chả biết làm gì. Bây giờ cứ nhốn nháo ngọc kép thôi đó. Anh em cứ hình dung là sắp tới là mình sẽ hợp server đi. Có thể là 1 2 tháng. Là mọi người hãy chạy KPI trước khi là chung chung server với các anh em cũ nhé. Lỗ trang bị cực hạn bằng điểm kim chi tiễn. Cái này là em chỉ dám làm khi mà S thôi. Nhưng mà bây giờ thì lười, không muốn đi phiêu mẫu phong thì chỉ còn cách này. Món nào mà mình sẽ lâu lâu mới thay nhỉ? Cái này chắc chắn thay rồi, thần khí 42.
Long Văn đi. Đục lỗ trang bị cực hàn bằng liền kim chi tiễn. Chắc làm hai viên phép 66. Mua con ngựa mới. Nhìn kiểu lửa trong bùng cháy như này và xong cái hiệu ứng bên ngoài một tím tím trong BD nhỉ. U lăng cố mộng cũng đẹp. Hello. Ông anh ra Thủy Nguyệt Động Thiên chơi tiếp đi kìa. Bảo Châu này là Bảo Châu nào ta? Tôi cấp Bảo Thạch Dung Luyện Phù sẽ dùng để làm ngọc giáp kháng từ cấp 4 trở xuống, em không cần. Biết 6 này. Chết chết chết. Cất ký mớ này đi. Không thì hợp ngọc mệt phết. Anh đây hả? Chấp chơi một nó từ từ làm xong đồ đã chứ. Làm xong đồ rồi tính. Ở đây là em sẽ đủ được hai viên 6, hai viên hỏa đi. Hồng tinh thạch. Top 20 vòng quay. Ồ, cái này là hên xui thôi mà anh, càng ngày thân cứng càng đông mà. Tỷ lệ chọn khá khá đấy chứ không phải ít đâu. Nếu mà anh không muốn buồn thì anh hãy leo top 3, top 4 đi. Nhì. Cần mấy viên nhỉ? Chắc khắc 4 viên thuộc tính, một viên giảm kháng, tổng cộng 7 viên. Lâu lâu làm đồ chơi chơi. Hy vọng mọi người đừng trầm trồ vì cái này là quá là bình thường luôn ý. Cần vàng thường á hả? Ơi. Mệt ghê. Rồi nó có tốn đâu? Bực cả mình. Cứ đòi hỏi xong không dùng. Vi phạm của giời. Lại 7 viên nữa. Tụt nhỉ.
Em nào mình chưa từng trải nghiệm cái chức năng học kép này á, mọi người có thể thử ở đây nha. Tại vì làm nó không quá tốn kém á. Ở trên qua lâu lan chứ. Mấy cái nguyên liệu lẻ chế quách đi cho rồi để sử dụng. Ôi em đang để cho một cái âm mưu to lớn hơn đó anh. Em khóa đang tưa cho. Em lại ấy thôi. Cái này là giờ nó lại tốn nè. Hiểu cái gì. Rồi giờ em làm xong. Em sẽ qua solo nhá. Mà anh chấp F1 thì tính gốc là hơi su. Nhưng mà em xem đã. Ui. Anh đứng lôi đài đợi đi. Đó, mạnh đi mai mốt kế ác đen boss. Ê, em đang hỏi anh Bảo Châu bên kia là ai kìa. Hóa ra là không phải anh Châu. Em hay nói chuyện cùng. Đây, làm xong cái này lôi đài phát rồi ọp. Giờ thì các anh em lúc nãy đang đi ăn cá mập rồi. Thêm được hai viên kép 6. Quay xe nhỉ. Một phái này dường như là cái chuẩn bị trước PK không quá nhiều nhưng kỹ năng chính xác à. Yeah. Còn nhiều đồ chứ, thần khí 9 sao này. Một trận nha. Xong được ta. Ồ, đồ ngon dữ. Tinh thông các kiểu rồi. Xong được ta. Anh khiêu chiến đi. Mình khiêu chiến 3 lần không được. Briefing nhỉ. Mình đánh không còn cả máu nữa rồi. Kiếm cái thần khí thôi. Bắt đầu thả đấy, bắt đầu thả đấy. Cái trừ máu này ở đâu ra vậy trời? Trượt nhiều quá. Đấy đấy, thi thoảng trừ máu này. Được nửa cây. Ngoài bằng em cũng thấy thế á, nhưng mà đó gọi là gia vị cuộc sống anh ạ. Kệ. Ok, chào mọi người nha, cảm ơn mọi người đã xem live của em qua Thủy Nguyệt Động Thiên. Em đi dạo một xíu. Anh em nếu có thời gian thì mọi người hãy trải nghiệm Thiên Lâm Bách Hợp nha.
Server hỗ trợ bắt đầu từ ngày mai, server hỗ trợ 6 ác một PC. Khi tạo ác thì sẽ nhận ngay cấp độ 119 cùng với tâm pháp 100. Rất là nhiều hỗ trợ khác thì mọi người hãy inbox fanpage để nhận code nhé. Chào mọi người.